Yo, xin chào anh em. Tập ngày hôm nay mọi người lại tiếp tục gọi mình là Hùng Màu Gà được không? Suốt ngày khoe mọi người nha. Thôi bỏ qua vấn đề đầu tóc nha. Ngày hôm nay ấy, chúng mình sẽ thực hiện một cái thử thách khá là hay ho anh em ạ. Thì cái ý tưởng này ấy, mình thấy ở trên YouTube có rất nhiều YouTuber làm rồi. Đó chính là 24 giờ ở trên xe. Mình thấy anh em làm nhiều ấy, cộng thêm cũng nhiều bạn bảo chúng mình làm thử. Được, ngày hôm nay chúng mình sẽ quyết tâm thử xem là một ngày ở trên xe chúng mình sẽ hoạt động và làm được những gì nha anh em. Lần trước chúng mình có, không phải chúng mình, lần trước mình có làm một tập là ngủ một đêm ở trên xe, ở dưới hầm để xe ấy, ở trên kênh I Am Lê Hùng. Nếu bạn nào chưa xem thì vào xem. Đi ngủ một đêm ấy thì nó đơn giản lắm, chỉ cần ngủ phát qua đêm thôi là thời gian trôi rất nhanh. Nhưng mà bây giờ chúng mình sẽ phải làm từ sáng cho đến sáng hôm sau ấy, thì không biết thời gian nó sẽ trôi nhanh như nào hay là trôi rất chậm. Được, bây giờ mình sẽ phải đi mua lương thực thực phẩm nữa anh ạ. Quần áo này rồi các thứ để tắm giặt giũ mẹ đấy một ngày mà đúng không? Không thể ở không được, phải ăn chứ, phải ngủ, phải tắm, phải giặt các thứ chứ. Ăn ngủ thì hợp lý, còn tắm giặt thì thấy hơi sai sai rồi đó. Bây giờ mình cứ mua cái gì mà đủ trong một ngày mình dùng đi. Đi anh em, bây giờ ra siêu thị mua ít lương thực thực phẩm á. Đặc biệt là phải nước nôi. Một nước trước em ạ. Phải mua mấy cái chai nhỏ nhỏ á, để anh nghĩ là có lúc cần dùng đấy. Để mà chai nước lọc đi em ạ. Lấy cái to nữa. To nó đi. Ngọt đi. Là lắp cà phê đấy anh ạ. Đi đường cho nó tỉnh ngủ. Anh uống không? Anh uống bỏ hút đi. Bỏ hút à? Được. Bây giờ phải kiếm mấy cái đồ hộp mà nó tự sôi được đấy em ạ. Ở trên xe lấy đồ ra nước sôi mà. Phải tự sôi. Ừ dạ. Như thế mang ập siêu tốc. Ngọt anh ạ. Ê, tính ra mình ở một ngày mà mua đồ như kiểu đi một tuần. Đủ đồ ăn, nước uống rồi anh em ạ. Em cảm thấy đủ chưa? Chắc là đủ đấy. Chả mua đồ cho một tuần. Thì bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu tính giờ luôn từ bây giờ nha mọi người. Đây. Bây giờ là 9 giờ 37 phút sáng nha mọi người. Đây, màn hình của xe đây. 9 giờ 37 sáng nha. Thì bây giờ chúng mình sẽ ở đến 9 giờ 37 phút sáng hôm sau. Ăn sáng bằng một chiếc bánh. Em có cà phê nữa. Bình thường bánh mì có lông ấy, dậy giờ này ăn sáng là kiểu sao anh cứ phải bóc phốt em ấy nhỉ? Uống ngộ mà. Ừ, ngon phết. Kiểu mình ăn sáng đúng bài nhỉ? Ăn bánh uống cà phê. Thế bây giờ mình cứ ngồi đây 24 tiếng em, chán vãi. Hay bây giờ mình đi lượn vòng Sài Gòn đi. Cũng được, đi đổ xăng đã anh em. Đi đổ xăng rồi chúng ta sẽ đi lượn cho đỡ chán nha. Ngồi mãi này cũng chán đúng không? Đúng. Anh nhớ là đổ xăng vẫn phải ngồi trên xe đấy nhá, không được bước chân xuống xe đâu. Xong, không cần bước xuống xe nhá. Ok, bây giờ đi lượn vòng Sài Gòn nhé. Đi lượn Sài Gòn đây anh em. Từ đến giờ cứ đi với tốc độ 1 km/h. Bò trên đường. Lượn kiểu này mát quá. Đấy, đã tắt được xe này còn chèn lên. What? Nó lộ xuống tận dưới. Lên rồi. Anh em thấy cái góc quay này nó cứ đào là do mình gắn camera ở đây nha anh em. Wow, mọi người ơi, người ta mới xây cái tòa thấy to chưa? Sắp che mất tí tích cô rồi. Sài Gòn giờ này lượn sướng nhỉ, vừa đông người lại còn vừa kẹt xe. Nên ở đoạn này lại thoáng à. Trời xanh mây trắng này nữa, nói chung là cũng ok. Tại sao anh nhìn đằng trước kia lại là mây đen này em? Có phải do kính của mình màu đen? Cái góc của anh nó đen đấy ạ, thì góc của em xanh lắm. Đây này, góc của mình xanh không mọi người? Đấy, rồi xanh như này mà. One hour later. Lại đỗ xe để ngồi chơi anh em ạ. Lái xe mãi cũng chán. Và chúng mình đang đỗ ở quận nhất đây. Có à, quận nhất ra đây chơi cùng chúng mình. Đợi lúc mọi người thấy video này không còn đây đâu mà ra đây chơi. Anh ngồi ở cái đoạn này nó đỡ buồn hơn hẳn. Bởi vì mình ngồi đây cảm giác mình ngắm được hết tất cả những cái công trình vĩ đại của Sài Gòn đấy. Kìa trước mắt mình kìa, là Bitexco nè. Đằng sau mình là gì nhỉ? Landmark à? Đúng rồi. Bên trái mình kia có tòa kia chắc là Vincom hay sao á. Nhưng mà nhá, kể ra mình đi lượn từ nãy giờ hết có đúng một tiếng, hơn một tiếng một xíu đây. Thấy chưa? Đi lúc 9 rưỡi bây giờ hơn 10 rưỡi tí. Bây giờ làm gì 23 tiếng còn lại? Hay là bây giờ mình đi đâu xa xa ra khỏi hẳn Sài Gòn luôn. Ra hẳn Sài Gòn á? Ừ, kiểu như là sáng mai ngủ dậy mình ở một nơi thật là xa rồi thật là đẹp ý. Kiểu ngủ dậy là trước mặt là biển đi. Ừ. Đi Vũng Tàu đi.
Thôi nhưng mà Vũng Tàu cũng gần Vũng Tàu tới đây, Vũng Tàu có 2 tiếng đồng hồ, còn bao nhiêu thời gian nữa mà. Đi xa hơn đi. Thế thì đi xuống Phan Thiết đi. Được, đi Mũi Né đi. Chúng mình sẽ tìm một cái chỗ nào đó, mình đóng bốt đấy, xong mình ngủ đấy, sáng hôm sau mình sẽ đón bình minh ở đấy. Đúng, đón bình minh ngoài biển, xời, tuyệt vời. Ý tưởng này có hợp lý không? Quá hợp lý, đi thôi, không hợp lý cũng thành hợp lý. Được, anh em ạ, bây giờ chúng mình sẽ đi một phát xuống Phan Thiết nhá. Ờ, xem nào, cả đi cả về là hơn 400 cây số ấy, rảnh mà. Còn tận 23 tiếng nữa lận. Đúng, thế làm gì giờ, đi thôi. Yêu anh em, và chúng ta sẽ phải di chuyển khoảng cách là 198 km nhá. Thời gian là 3 tiếng 1 phút. Ảo vãi trường. Đây là đường chim bay rồi. Bình thường ấy, đi 200 km ấy, mà 3 tiếng ấy, thì chúng ta sẽ phải đi đường cao tốc liên tục 100%, tức là lúc nào thời gian đi cũng phải là 80 cây số trên 1 giờ. Xong rồi không có xe khác ngoài xe mình. Ừ. Còn trung bình là chúng mình đi được xuống Phan Thiết ấy, ít nhất cũng phải mất 4-5 tiếng anh em ạ. Rồi, đi ra cho sớm chợ. Đến Đồng Nai rồi. Đúng rồi, chúng mình đến địa phận Đồng Nai, ra khỏi Sài Gòn rồi. Yeah. Từ trên cao xuống. Long Khánh xin kính chào quý khách. Kính chào quý khách bằng một pha vừa bị bắt xe vì quá tốc độ anh em ạ. Cho người ta xe giấy nộp phạt kìa. Biên bản vi phạm hành chính. Mình bị quá hơn 10 cây số anh em ạ. Như anh cảnh sát giao thông nói mình là em nhớ cầm 5 củ để đi nộp phạt. Tự dưng lại chưa đi đâu là đã mất 5 củ khoai này. Buồn quá. Nhưng ngồi trong xe mà mặt cũng có dầu á em. Em không biết nữa, chắc là tại ánh nắng nó chiếu vào nên nóng. Dầu. Anh nghĩ là anh cũng đến lúc cần phải đào thải nước ra ngoài với em ạ. Anh cần đến dầu không? Không, cụ thể là buồn tè. Buồn tè á? Nhưng mà bây giờ mình đâu có được đi ra ngoài. Anh sẽ phải táp vào một chỗ nào đó để anh xả ra mới được. Anh xả đi đâu? Anh có chỗ xả mà, em quên là mình có dụng cụ tè trên xe. À ừ, đây, em nhìn thấy rồi, để em lấy cho anh. Đây là dụng cụ đi tè đây mọi người. Anh em nào xem What the Hell ấy, mọi người đã biết là chúng mình đã từng sắm được một chiếc phễu đi tè trên xe. Thế bây giờ anh định tè vào đâu? Tè ra ngoài được. Không, đã bảo là không được ra khỏi xe mà. Ai, anh lại thế thì khác gì anh. Đó, tức là anh đứng được, anh phun ra ngoài này. Không được, ai tại phòng web vừa bãi bao giờ. Thế này phải cho vào chai thôi. Vào chai này uống chai nào rỗng. Ừ nhờ, đến giờ chưa uống hớp nào luôn ấy em ạ. Uống một chai. Uống hết luôn á. Uống hết một chai này để lấy chỗ để đi vệ sinh anh ấy. Đang buồn mà lại phải uống hết nào, em sẽ hộ anh một ngụm. Anh cần em hộ không? Để em hộ anh một ngụm. Em hộ anh một ngụm nhá. Một ngụm này nữa. Chị cũng ngụm như thế thôi. Bây giờ mà em mà uống nhiều thì em cũng buồn đấy ạ. Em chỉ uống thế thôi. Bàng quang đã đầy rồi, bây giờ đến dạ dày đầy. Xong sau khi tè xong á, thì nước ở trên dạ dày nó lại tiếp tục đào thải xuống dưới. Thôi lại uống chai nước khác. May chai này còn nhỏ đấy anh ạ. Không biết có đựng vừa cái số nước tiểu của mình chuẩn bị thải ra không? Bây giờ à? Rồi sao? Sẽ đặt cái này vô chỗ này. Không, phải như này chứ. Đây, phải cong cong như này. Xong rồi đặt vào như này. Đó, là xả ra thôi. Con trai con gái đều dùng được nha mọi người. Mình thấy là cái này phù hợp với con gái nhiều hơn. Úp vào phát là khít luôn. Thôi được rồi, tắt máy đi. Xin lỗi. Xong chưa? Anh em có muốn nhìn ảnh của sau khi mình xả ra không? Kinh vậy. Đầy nguyên một chai. Mọi người ơi, đừng nhìn, dạng này tươi nhá. Mất vệ sinh quá. Anh ơi. Sao ạ? Anh làm gì mà sao quần anh ướt ướt này? Thì hơi rớt rớt ra đây xíu. Ôi, thôi anh tránh xa em này. Thôi em. Thôi, cút. Vào cái góc này sao? Từ giờ đến ngày mai chúng ta sẽ tích được bao nhiêu chai như này. Cuộc sống trên xe thật là mất vệ sinh. Cho lau tay chờ cái. Cút. Từ nãy đến giờ chúng mình mới đi được có 130 cây số anh em ạ. Bây giờ mới 2 giờ chiều thôi. Còn tận 70 cây số nữa mới đến. Quá đói rồi, không thể chờ đợi hơn nữa rồi. Nên là bây giờ dừng lại để ăn luôn. Bây giờ ăn gì? Có lẩu này, có bún này, có cơm này, có cà chân gà này. Cơm đi, anh ăn cơm rồi đỡ đói. Ăn cơm nhá. Làm thử thách này ấy, phải có tính toán anh em ạ. Mình đã chuẩn bị toàn là đồ mà tự sôi ấy. Ngồi trên xe nó mới ăn được, chứ ở trên xe không thể nấu nước sôi được. Cơm này nấu bao nhiêu lâu rồi? Chín này em? Chắc là khoảng tầm 10-15 phút. Ăn xong rồi chúng ta sẽ tiếp tục lên đường. Gạo này. Rau củ.
Đây là gì? Thịt. Thịt à? Em muốn nhiều thịt à? Khoai tây nữa này. Ủa thịt đâu? Ủa thịt đâu? Còn khoai anh ạ, ngó bằng thịt rồi. Bây giờ phải cho nước xuống đúng không? Đây, người ta cho sẵn mình một bịch nước để mình đỡ phải đóng ấy. Để cho vào cơm. Thế cái nước để làm nóng đâu? Mình lấy nước lọc của mình. À đây, đây này. Anh bị điên này, anh có dám ăn không? Kinh quá, cứ đi, đồ mất vệ sinh. Chúng mình đang đỗ xe ở trên một cái đường quốc lộ. Ở đây là chỗ nào ấy nhỉ? Bình Thuận. Đây kìa. Đây, chúng mình hiện tại đang ở đây rồi anh em. Anh em có nhìn được xã Tân Phước, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Đây, đây lấy cái mắt này này. Nhanh không, nó sôi nhanh lắm anh ơi. Đúng rồi. Đợi 15 phút anh em. Sôi sùng sục rồi này. Nghe thấy không? Như kiểu mình đun trên bếp thật luôn. Có mùi thơm rồi đấy. Đói nhỉ. Nào. Wow. Ui. Hấp dẫn chưa? Ui, chín đấy. Chín như. Sao cơm nhanh chín thế nhỉ? Em nghĩ là cơm này người ta đã làm chín rồi, xong người ta sấy khô thôi. Chứ nếu mà từ cái hạt cơm sống nguyên thì làm sao mà nó chín được nhỉ? Chả biết nữa. Đây, cho tí xì dầu này. Thơm lắm. Thơm lắm á? Em thử trước nhá. Thế ngon. Hình như vẫn chưa chín lắm anh ạ. Vị ok đúng không? Ngon đấy. Thịt cũng khá ngon. Ồ, có thịt hả? Có vị thịt. Tiếp tục thôi anh em. Bây giờ là 3 giờ đến nơi rồi ấy. Bây giờ mình sẽ đi thẳng đến một cái bãi biển thật đẹp chỗ Phan Thiết ấy. Xong mình sẽ đóng bốt ở đấy. Mình nghĩ là từ giờ xuống đến đấy thì trời nó cũng sầm tối luôn đấy. Để có tối không em? Bây giờ còn 70 cây đúng không? Nó ghi là đi 1 tiếng 9 phút này anh. Anh cố đi 1 tiếng 9 phút đi thì vẫn sáng. 70 cây này chắc phải đi tầm khoảng 2 tiếng. Anh đi đành. Đổi lái rồi tiếp tục hành trình nha mọi người. Tự nhiên mình buồn ngủ quá. Thôi. Ta bụng trùng ra mắt. Đi ngủ. Một mình em hành trình nhé. Ủa, anh không muốn chơi với em à? Anh muốn thư giãn. Ok. Cứ để Mị lo. Quên mất ngồi với Bạch My là phải thắt dây an toàn thật là chắc. Anh điêu ấy. Cái lái hơi bị an toàn đấy. Bây giờ mình an tâm để ngồi relax. Much later. Đến rồi anh em ơi. Thành phố Phan Thiết kính chào quý khách nhé. Kính chào quý khách nhé. Ok quý khách nhé. Người trong gió là thấy mùi biển rồi em ạ. Tận 20 cây đấy cơ mà. Bây giờ mới đến trung tâm thành phố Phan Thiết thôi. Mình cần phải ra cái đường ven biển nha anh em ạ. Biển đây anh em ơi. Hào hứng hết chưa. Bây giờ chúng mình sẽ phải đi tìm một cái bãi đất trống nào đó rồi đóng quân đấy anh em ạ. Không biết là có bãi đất trống nào không? Nếu có một điều. Sao? Anh lại buồn tẻ. À lúc nãy vẫn còn một chai nước nữa. Tại vừa nãy uống hết chai kia xong rồi nó mới buồn ấy. Thì bây giờ lại uống tiếp chai nữa. Thế em chưa buồn à? Em cũng buồn nhưng mà em chưa đi lên xe bao giờ nên là em không quen. Em là cố nhịn từ nãy ấy. Tí thử đi em. Sao đỗ chỗ này được không? Được ấy, ôi nhìn biển muốn nhảy xuống quá. Muốn nhảy xuống không? Tự nhiên lại mò ra biển làm cái gì để tự không được nhảy xuống. Thôi bây giờ ngồi đây đợi từ giờ đến 10 giờ ngày mai rồi chúng ta sẽ lao xuống biển em ạ. Không, bây giờ em phải lên đây em hít tí khí biển nữa anh ạ. Giờ em lên thì anh quay em hít khí biển nữa. Sao em? Mát lắm anh ơi. Khi này mát à? Mùi biển. Nè, cầm ra cho anh em ngửi mùi biển cùng. Đây. Wow, thấy mùi biển không? Nhìn kìa, chờ muốn nhảy xuống ghê rồi có không làm gì được. Tức cái lực được. Nhìn em anh. Wow. Mát nhờ. Thích quá trưởng à. Bây giờ mà không cởi quần áo nhảy xuống ấy, cảm giác có lỗi với biển quá em. Nhưng mà rất tiếc, không được. Thôi đợi đến ngày mai đi. Bây giờ có cách gì mà ngồi ở trên xe nhưng mà vẫn chụp ảnh được kiểu biển không em? Chụp ảnh ở trên xe. À đúng rồi, em nhớ ra rồi. Ở dưới cốp em có một bộ bikini em để từ lâu lắm rồi. Giờ nó thối ra rồi em ạ. Kệ, lên ảnh ai ta ngửi thấy. Em mặc bikini sao chụp ở trong xe? Thì thấy biển là được. Được không? Hợp lý. Để em chui xuống cốp em. Thế anh mặc cái gì? Cởi chân là được, con trai trẻ đấy anh mặc bikini. Có ít cát lên người hết rồi. Được, để em chui rồi em tìm.
Lấy cho em ơi. Đây. Ôi trời. Thấy rồi. Rồi. Ủa sao sao gió hẳn ở dưới cái lốp xe em. Tại vì là chất dọn nên rất là cho gọn. Nó xem mà. Kính ơi. Tại vì để lấy lâu ấy nó bị ẩm ấy. Nó móc kết lên rồi em ạ. Không sao đâu. Tạm đi. Mặc tạp chụp ảnh. Đúng rồi, mọi người không ngửi thấy đâu. Bây giờ xem nào, thay đồ thôi. Em ra đằng sau xe thay đồ đi. Được. Anh thì thay nhanh lắm em ạ. Anh thì cầm lên. Anh thay xong rồi. Con trai tiện thật đấy. Thay đi nha anh lên. Ngó cho anh nhá. Anh cảnh giác cho em. Bây giờ chụp như nào rồi? Bây giờ chụp kiểu như là em ngồi lên lòng anh xong anh lái xe ấy. Rồi chụp từ hướng này ra. Đúng rồi, thấy biển đúng không? Đúng, được. Cũng được đấy em ạ. À, em chui lên lòng anh đi. Chui được không? Chỗ này trông có vẻ hơi chật. Em muốn to quá em ạ. Anh dặn cái chân ra. Ngồi như thế. Em ngồi lên lòng anh mà. Em làm. Đâu, xem thành quả từ đấy giờ chụp nào em. Đây. Trông cũng được đấy đúng không? Đéo anh em. Đây là ảnh gốc chưa chỉnh sửa ấy nhá. Bây giờ gọi là ảnh mình sẽ phải chỉnh sửa cho nó lung sling. Kiểu ngót sờ nghèn, mà lem lem. Ui, hướng này mặt trời lặn đẹp chưa? Thế anh rút cái vô lăng để ra bên này em. Thôi, chụp chẹt xong rồi. Mình nghĩ là mình sẽ làm gì bây giờ? Bây giờ? Chả biết làm gì cả. Bạch My thì ngồi chỉnh ảnh, còn mình thì chả biết làm gì cả. Anh ngồi xem em chỉnh ảnh. Đúng rồi, làm 24 giờ trên xe nó chán với trưởng á. Nếu như mình không phi xuống đây thì đúng thật là mấy tiếng vừa rồi mình chả biết làm gì ở Sài Gòn luôn. Rộng rãi luôn, tối tha hùng. Hợp lý đấy nhỉ? Ôi này. Có cần câu nữa này. Em mang xuống biển để câu cá ấy. Đâu anh thử nằm ra em xem nào. Tối mình nằm như này. Anh nằm ở đây, em nằm ở đây. Hợp lý ấy nhỉ. Này, sao giờ mình mở mũi ra mình ngắm trời ngắm đất được đúng không? Đúng rồi. Đêm được ngủ đây rồi mình ngắm sao. Ngắm sao đây tuyệt vời. Ê, nhưng mà không biết có muỗi không nhỉ? Anh nghĩ là không có muỗi đâu, bởi vì ở đây chỉ có biển và muỗi ấy. Thì lấy đâu ra muỗi? Muỗi chỉ ở những cái nơi nhiều cây thôi em ạ. Nhưng mà sẽ có chim. Chim. Chim nó sẽ phịt một phát vào mặt mình. Em đang ngồi đây, chim nó bay qua đây nó làm phát vào mặt em. Em thử không? Em xuống đây nằm thử xem vừa không em. Ê, rộng ấy. Rộng quá. Thoải mái. Ôi, thoải mái nằm. Ôi, thích rồi đấy. Ui, còn chỗ này rộng như này, thoải mái, ba người nó nằm cũng được em ạ. Hỏi xem có ai không có chỗ cho mượn. Xong rồi vừa nằm vừa ngắm biển. Lý ấy nhỉ. Buổi tối thì nhìn lên ngắm sao. Chính ra là mình phi ra đây xứng đáng. Còn hơn là 24 giờ quanh quẩn trong thành phố chả biết làm gì đúng không? Ngả lưng một xíu em ạ. Nằm hưởng gió biển. Cái ngồi xe lâu cũng mỏi lưng nhỉ. Nào mày sướng vậy. Nhưng mà em lại hơi đói đói rồi đấy anh ạ. Lại đói quá à? Mình mua nhiều đồ ăn vặt mà. Xe có gì vặt vặt ăn không? Đây đâu. Chân gà không anh? Ngon đấy nhỉ. Mặt trời lặn hết rồi em ạ. Hoàng hôn kìa mọi người. Anh nghĩ nó phải lặn ở biển chứ đúng không? Tùy là biển là hướng nào, hướng đông, hướng tây chứ. Anh nghĩ mai nó sẽ mọc ở hướng kia. Sáng mai mình dậy là mình sẽ ngắm được. Đúng rồi. Chúng mình sẽ chỉ cần trải qua một đêm ngủ ở đây thôi là sáng ngày mai chúng mình sẽ được ngắm một quả bình minh tuyệt vời đúng không? Nếu như dậy được sớm. Anh em ạ, bây giờ chúng mình sẽ phải đi tìm chỗ khác để đóng bốt để ngủ qua đêm. Bởi vì cái chỗ vừa nãy chúng mình đỗ ấy, nó là cái khu làng chài. Và cái đường đấy là cái đường mà người ta kéo tàu bè đi xuống ấy. Thì mình vừa đỗ ở đấy một lúc rồi người ta đuổi, người ta bảo là không đỗ ở đây được, vướng. Thì sáng sớm ngày mai người ta sẽ phải kéo thuyền, kéo tàu từ trên xuống để đi ra khơi ấy. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ đi ra chỗ khác tìm bến đỗ mới. Tối ngủ thì chắc là cũng nhiều chỗ đỗ được thôi. Biển mà, quanh đây là biển đỗ đâu thì được. Ui, đẹp quá mọi người ạ. Thấy không? Tuyệt vời. Mà hiện tại vẫn phải lang thang. 6 giờ tối rồi à. Vừa tìm được chỗ đóng bốt rồi mọi người. Ngay ngoài đường luôn. Nhưng mà ở trên cái vỉa hè thôi. Cũng khá là nhiều người qua lại nhưng cũng chả sao. Càng đông người qua lại tối ngủ cho nó đỡ kiểu sợ. Nằm ngủ cho an toàn. Bây giờ ăn tối đã nè. Ăn lẩu. Ăn lẩu. Sáng ăn cơm rồi bây giờ ăn lẩu đúng không? Vâng. Ôi. Cái này là nhà sản xuất biết chúng mình có hai người. Như kiểu thay bát đũa ấy, anh để bình thường người ta hay ăn vào nắp vào vuông đúng không? Sao lại dư được hai nắp nhỉ? Ê, cũng hai gói xôi luôn này. Hai gói để nhúng xôi á? Ừ. Ê, này người ta đóng lộn nhỉ? Sao tại sao không có hai phần này nhỉ? Năm. Có hai phần thịt chứ không tốt đâu. Đây lại là thịt à? Em không biết. Mong là nhiều thịt. Rau. Ui, nhiều quá. Này, chắc đây là thịt này. Ui, cái gì nhiều thế? Ôi, tôm hùm. Tôm anh ạ. Tôm là được rồi, không nhất thiết phải thêm chữ hùm đâu em ạ. Em đã định bảo tôm hùm đất. Em ơi, anh ơi, nhưng mà trông nó giống con rán nha.
thẳng á. Có cần đợi 2 nắp không anh? Anh nghĩ là đợi 2 nắp đấy, bởi vì nhà sản xuất cho chắc là có mục đích. Lần đầu tiên trải nghiệm cái cảm giác này luôn ấy, ở một nơi du lịch sầm uất, hàng quán rất nhiều, resort rất đẹp, xong hai đứa ngồi trên ô tô ăn lẩu hộp. Cái này người ta gọi là trải nghiệm theo kiểu không có tiền. Đúng không? Muốn đi du lịch, muốn ra biển nhưng mà lại không có tiền. Bây giờ mình mà chơi resort mình lại phải tốn tiền nhá, đúng không? Sau mình đi ăn mình cũng tốn tiền, nên đây mình tốn ít tiền hơn, lại có chỗ ngủ, lại còn được ngắm gọi là khách sạn ngàn sao. Xong rồi thích ra biển lúc nào ra lúc đấy luôn. Anh em nào ấy, nhà mà có xe hơi ấy, thì mình nghĩ là nên trải nghiệm thử một lần 24 giờ trên xe xem. Nope. Cảm giác lạ lắm anh em ạ. Như chúng mình ấy, thì chúng mình đi loanh quanh chơi ấy, thì nó cũng đỡ chán. Còn bạn nào thử kiểu ở trong nhà mà chỉ ngồi ở trong xe xem, nó chán đến mức nào. Kiểu đã trong 4 góc tường, xong bây giờ lại thêm 4 cái góc của xe này nữa, chắc là chết. Anh em, mình đang ngồi trên vỉa hè luôn, đường đi lại ấy. Nói chung là ngủ ở cái đoạn này ấy, thì mình nghĩ là nó sẽ an toàn hơn mà khi mà chúng mình ở một cái chỗ vắng vắng. Nhỡ đêm gặp cướp thì chết. Ở những cái chỗ này ấy, thì có nhiều người qua lại, gần đồn công an nữa. Đến thời khắc cho bụng bớt đói à. Ôi nóng quá. Ui. Nó tràn nước ra ngoài rồi em ạ. Hút nước. Ui dồi ôi, rớt hết ra xe rồi. Ăn lẩu trong xe hơi thì cứ phải gọi là hợp với cái tiếng xe vừa nãy. Là to tí tè rồi. Nóng quá chưa. Thôi ăn đã, có thực mới vực được đạo. Đây là tôm hùm đất đấy nha mọi người. Thì đúng rồi, vẫn là tôm hùm đúng không? À, đây là tôm hùm đất mà, cứ càng thôi. Nhiều quá. Lẩu tôm hùm. Nó kể ra chúng mình mua này hợp lý nhỉ. Chứ nếu mà ở trên xe này mà cứ ăn mấy cái đồ khô khô thì chán lắm. Anh thấy cái lẩu này ngon hơn cơm sáng nay. Nó có nước. Đi ra biển bình thường người ta phải ăn tôm hùm, ăn cua các thứ đúng không? Mình ăn tôm hùm mini. Ở ngoài người ta nhìn vào chắc là nhìn bọn này khổ lắm ấy. Trên xe quả này toàn mùi lẩu thôi, quả này có ngủ được. Ôi giời ơi. Vừa dứt lời. Tí anh nằm với nhá. Trông vậy là cay phết đấy anh em ạ. Ngồi trong xe mà ăn lẩu cay nóng như này nó khó chịu á. Người ta gọi đây là lẩu sông hơi. Miệng thì ngon thật đấy, nhưng mà tính tổng thể ra thì thấy nó cũng không ngon lắm. Bởi nó nóng quá, ăn nó phải thoải mái, thoáng mát thì nó ngon được. Nhưng mà trong em ăn vẫn ngon em ạ. Trong này chúng mình còn một đống snack này, chân gà này, xúc xích này, đêm thoải mái ăn. Nóng quá anh em ạ, phải bật điều hòa lên một xíu để cho nó đỡ toát mồ hôi á. Lẩu trên xe đúng kiểu cực hình luôn. Thiết nghĩ là nếu mà lần sau mình muốn ăn lẩu phải kiếm xe to hơn anh ạ. Ăn uống nghỉ một lúc xong rồi bây giờ chúng ta nằm ngắm sao thôi em. Em cảm thấy như nào? Em cảm thấy rất vui. Mặt anh da dầu nhiều lắm em ạ. Bởi vì ngồi trong xe cả ngày kiểu bật điều hòa xong lại tắt điều hòa nó tiết nhờn ấy. Anh biết gì không? Sao? Chúng mình chưa tắm anh ạ. Không sao à, 24 giờ không tắm nó là chuyện bình thường. 48 giờ không tắm cũng vẫn được. Kỷ lục mà lâu nhất anh không tắm là bao nhiêu ngày? Chắc là khoảng 3 ngày. Làm sao bằng em được, em một tuần này. Anh không nhớ đợt em bị Covid à? À ừ. Đúng không? Em 10 ngày không tắm luôn đấy. Tuần thôi. Em bắn hết nước bọt vào mặt anh rồi. Thì em biết không tắm em cho anh tí nước. Nghỉ phết rồi đấy. Ủa, anh xem có thấy sao không này? Anh thấy chúng mình ở trong gương không? Em cũng thế. Muốn sao thì phải đó đầu ra gương mặt. Trời hôm nay không có sao. Cho một tí chăn đi em. Thực ra thì em chỉ sợ muỗi thôi. Ở trong này xe làm gì có muỗi được. Anh em mà làm cái thử thách này ấy, mà ngủ ở trong xe ấy, thì nhớ, một là phải bật xe nhá, hai là phải mở hết cửa sổ ra. Không mở hết thì ít nhất phải mở trần hoặc là mở một bên cánh cửa sổ ra nhá. Không là đêm mọi người sẽ thiếu oxy, nó sẽ không kiểu ngạt thở rồi dậy khó chịu đâu. Mà khi mà các bạn ngủ ở trong môi trường mà thiếu oxy ấy, thì các bạn sẽ lịm dần chìm trong giấc ngủ và chết luôn. Người ta gọi là giấc ngủ ngàn thu. Đúng rồi, chứ không có kiểu giống như mình bóp mũi này nó ngạt mũi khó chịu rồi mình tỉnh dậy đâu. Không có chuyện đấy, nó sẽ lịm đi ấy, anh em ạ. Nên là anh em nhớ nha. Tốt nhất là mở hé cửa, tại vì nằm điều hòa nhiều cũng không tốt. Mai nhớ phải dậy sớm nha em nha. Em không dậy sớm còn lâu em mới đón được bình minh. Thì bây giờ đứa nào dậy sớm trước thì đứa đấy gọi, đứa còn lại. Anh nói thế, khi anh còn dậy muộn hơn em ấy. Không, nhưng mà chính ra hôm nay thời gian trôi qua cũng nhanh nhỉ. Vì không cái là đến đêm rồi. Chả nhanh đâu. Mình sẽ được ra khỏi cái ô tô này. Thôi bây giờ đi ngủ thôi anh em ạ. Đi ngủ thôi, bye bye. Chúc mọi người ngủ ngon. Tắt điện á. Hẹn gặp lại vào sáng mai. Good night. Cho em gác anh đi. Ow. Oh.
Dậy đi em à. Dậy đi em à. Dậy đi. Trời nắng lắm rồi em ạ. Dậy đi nhanh em, 8 rưỡi rồi đấy. Người ta đi qua đi lại đầy đường rồi em à. Em có đi biển không? Em có muốn ngắm bình minh không? Bây giờ anh chở em đi nhá. Em cứ ngủ ấy, xong anh đưa em đi khắp mọi nơi nhé. Nói chung là ngủ ở trên xe ở chỗ này cũng khá là sướng mọi người. Kiểu như là gần biển ấy, buổi tối buổi đêm gió mát lạnh luôn, ngủ đã. Xong rồi sáng dậy anh em nhìn này, nhìn như bên châu Âu không? Cây dừa trên đầu này. Thời tiết nhìn như bên trời Âu ấy, anh em ạ. Thôi, bây giờ chúng mình sẽ phi ra biển cái đã. Ngắm biển buổi sáng, cộng thêm là chúng mình sắp đủ 24 giờ. Còn hơn một tiếng nữa là chúng mình sẽ được thoát khỏi cái xe này. Nhảy xuống biển tắm, thèm biển lắm rồi. Em tính đi em. Nope. Tính đi chứ. Ok, cứ chạy đi. Chỗ này biển đẹp cực. Đây, mình sẽ đổ vào đây. Biển đẹp lắm em ạ, em không dậy đi là phí đấy. Em dậy đi em. Em ngóc đầu dậy xong nhìn sang bên phải xem. Dậy đi, nhìn sang bên này đi. Đẹp chưa? Anh em nhìn này. Bình minh của em. Bình minh ở trong trí tưởng tượng thôi em ạ. Giờ hết bình minh rồi. Ê, cảm giác ngắm biển cứ phải ngó đầu ra như thế này khó chịu thật đấy. Muốn lao vào phát xuống kia lắm rồi. Tỉnh đi. Đại Vy vẫn chưa tỉnh ngủ anh em ạ. Trời ơi, đẹp lắm. Trời ơi. Nắng thế. Mấy giờ rồi? 9:25. Hôm qua mấy giờ mình lên xe ấy nhỉ? Hình như là 9:04 là bắt đầu ấy anh em ạ. Em có muốn uống nước dừa không em? Dừa nhiều chưa? Đầy dừa luôn đấy. Chắc là quá rồi. Bố em dám lên hái. Cái này thấp mà, anh trèo lên đi. Anh chỉ sợ người ta đuổi thôi em ạ. Mình đã đỗ đây rồi, lại còn ăn trộm dừa người ta. Không, người ta mà bảo gì mình bảo dừa rụng nhập từ đất. Anh em bây giờ em trèo lên nắp này ngồi được không? Ừ, trèo đi, xong rồi ngồi ra cái đoạn này này. Thì em sẽ ngắm biển nhìn rất là chill em ạ. Vẫn thuộc địa phận của xe đúng không? Ừ, miễn là chân không chạm xuống đất là được. Later. Đang đếm ngược anh em, thời gian chúng ta còn bao nhiêu phút rồi em? Hiện tại đang là 9:35. Thì mình vừa check lại file hôm qua thì là chúng mình bắt đầu từ 9:37, 2 phút nữa thôi. Sẽ được đi ra ngoài. Mình như kiểu mấy con thú ấy, chuẩn bị đến giờ mở cổng. Sống à. Chùa. Trời ơi, nhìn cái biển nó như này cơ mà. Mình lao xuống nhá. 36 rồi. 1 phút nữa thôi. 37, nó lại tắt rồi. 37 ơi anh em ơi, ra khỏi xe thôi. Đi xuống dưới này á, đi xuống dưới này này. Trèo xuống đi, rồi lao ra đây. Em định lao xuống luôn hả em? Đi luôn á. Ôi, vỏ rét trên bờ á. Xuống biển thôi. Chẳng khác từ hôm qua đến giờ nhìn biển mà không được xuống biển. Lặn luôn đi em. Đã quá anh em ơi. Chả gặp nước. Em phải cẩn thận tụt quần đấy. Có lẽ là chúng mình sẽ kết thúc video ở đây thôi. Ôi, bye mọi người cái đi. Bye bye mọi người, mình đi bơi tiếp đây. Mình quyết định là sẽ ở đây một đêm nha mọi người. Thế là mình sẽ đi tìm cái resort nào đó hoặc khách sạn nào đó để mình ở. Không thể về ngay được. Mất công xuống đây chơi rồi mà tự nhiên đi về ngay. Hơi phí. Biển đẹp như này cơ mà. Cộng thêm ấy là hơi đau bụng anh em. 24 giờ trên xe chúng mình chỉ có tè thôi, chứ chưa đi nặng một phát nào. Bây giờ cần phải đi tìm một cái khách sạn nào đó để đi vệ sinh. Và anh em nhá, thấy hay nhớ cho chúng mình một like, một subscribe nhá.